Xin chào tất cả các bạn, chị đến từ Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, rất vui được quay trở lại với các bạn ở phần audio chuyên mục cùng em soạn văn. Chị rất hy vọng với những bài soạn văn như thế này có thể giúp ích cho chúng mình trong quá trình tìm hiểu về các bài học trong sách giáo khoa. Trong phần audio này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài học số 3, Lời sông núi, với văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không biết các bạn đã có thời gian đọc văn bản này chưa nhỉ? Bởi việc đọc văn bản là một trong những khâu vô cùng quan trọng để có thể trả lời các câu hỏi được đưa ra trong sách giáo khoa. Ngay bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi của văn bản nhé. Hướng dẫn trả lời như sau. Câu 1. Người viết văn bản nghị luận bao giờ cũng hướng tới đối tượng cần thuyết phục. Theo em, văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta hướng tới đối tượng nào? Trả lời. Theo em, văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta hướng tới toàn thể nhân dân Việt Nam. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta là một đoạn trích của báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng Lao động Việt Nam. Điều gì cho thấy phần trích này vẫn thể hiện đầy đủ các đặc điểm của một văn bản hoàn chỉnh? Chúng ta có thể trả lời như sau. Văn bản có bố cục 3 phần cho thấy đoạn trích vẫn thể hiện đầy đủ các đặc điểm của một văn bản hoàn chỉnh. Phần 1. Mở bài, giới thiệu được vấn đề, đó là dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Phần 2. Thâm bài, làm rõ vấn đề qua các luận cứ và luận chứng. Cuối cùng là phần 3. Kết bài, khái quát được lại vấn đề và kêu gọi mọi người hành động. Câu 3. Bài nghị luận có mấy luận điểm? Nêu từng luận điểm và chỉ ra mối quan hệ giữa các luận điểm, từ đó rút ra nội dung bao quát của văn bản. Chúng ta có thể trả lời như sau. Bài viết có 4 luận điểm, đó là: đầu tiên, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân ta. Thứ hai, lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại, chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Thứ ba, đồng bào ta ngày nay rất xứng đáng với tổ tiên ngày trước, đó là lòng nồng nàn yêu nước. Cuối cùng, đó chính là bổn phận của chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau chỉ ra mối liên hệ giữa các luận điểm. Từng luận điểm đều có vị trí riêng, nhưng lại có liên kết chặt chẽ với nhau, hô ứng với nhau, cùng làm sáng tỏ vấn đề, tinh thần yêu nước là truyền thống quý báu của ta. Trong đó, luận điểm 1 là luận điểm chính, thâu tóm nội dung của toàn bài, khẳng định lại lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Câu hỏi số 4. Căn cứ vào những bằng chứng khách quan nào mà tác giả khẳng định dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước? Vì sao lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta được tác giả xem là một truyền thống quý báu? Trả lời như sau. Những bằng chứng khách quan để tác giả khẳng định dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước là: trước hết, trong lịch sử, đó là những trang sử vẻ vang của thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Đến với kháng chiến chống Pháp, đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, từ những chiến sĩ ngoài mặt trận đến những công chức hậu phương. Lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta được tác giả xem là một truyền thống quý báu vì truyền thống yêu nước đó đã diễn ra xuyên suốt các thời kỳ lịch sử trong mọi tầng lớp nhân dân, già, trẻ, gái, trai, mọi vùng miền của đất nước, miền ngược, miền xuôi, nước ngoài, trong nước. Câu hỏi số 5. Văn nghị luận của Hồ Chí Minh bao giờ cũng hướng người đọc đi từ nhận thức tới hành động. Qua văn bản này, tác giả muốn người đọc nhận thức được điều gì và có hành động như thế nào? Những nhận thức và hành động đó có ý nghĩa như thế nào trong đời sống cộng đồng? Các em có thể trả lời như sau. Nhận thức, đó là lòng yêu nước, là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, phản ánh thái độ trân trọng, tự hào trước truyền thống ấy. Hành động là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. Nhận thức và hành động đó có ý nghĩa với đời sống cộng đồng, làm trỗi dậy một sức mạnh yêu nước quật cường, anh dũng chiến đấu bảo vệ tổ quốc không sợ hy sinh. Thế hệ trẻ cố gắng học tập để trở thành người có ích cho đất nước, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Người nông dân hăng say lao động sản xuất, người giáo viên miệt mài bên trang giáo án bồi dưỡng những chủ nhân tương lai của đất nước. Mỗi người mỗi thế mạnh, mỗi lĩnh vực, mỗi nhiệm vụ khác nhau, hợp sức để cùng nhau xây dựng đất nước. Đến với câu hỏi cuối cùng,
Theo em, những yếu tố nào đã góp phần làm nên sức thuyết phục của bài nghị luận này? Vấn đề được bàn luận trong văn bản có ý nghĩa trong thời đại ngày nay hay không? Vì sao? Trả lời: theo em, những yếu tố đã góp phần làm nên sức thuyết phục của bài nghị luận này đó là chứng minh quan điểm bằng hệ thống luận điểm chặt chẽ, hợp lý, sử dụng các lý lẽ thuyết phục và bằng chứng chính xác, đầy đủ. Biết sử dụng yếu tố biểu cảm để tăng sức thuyết phục của văn bản. Vấn đề bàn luận trong văn bản vẫn rất có ý nghĩa trong đời sống ngày nay, bởi vì lòng yêu nước luôn ẩn náu trong trái tim và biểu hiện qua hành động. Mỗi cá nhân phải có lòng yêu nước và hãy hành động vì đất nước. Cuộc sống có trở nên tốt đẹp, nền hòa bình dân tộc có trở nên bền vững, đất nước có lớn mạnh hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào những gì chúng ta làm hôm nay, nhất là thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Trên đây chính là phần gợi ý các câu hỏi trong sách giáo khoa với phần đọc hiểu văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng phần soạn văn này có thể giúp ích cho chúng mình. Đừng quên hãy nhấn theo dõi kênh YouTube Học Văn Chị Hiên để xem được nhiều video bổ ích hơn nhé.